tiếp theo là chữ r chữ r trong cái chữ smart đó là gì ạ à? đó là responsible đó là trách nhiệm trách nhiệm là gì có nghĩa là cái trách nhiệm của mình với cái kết quả và hành động của mình anh chị có nghĩa là khi mình đặt mục tiêu cho bản thân mình mình đặt mục tiêu cho cái cuộc đời của mình hay mình đặt mục tiêu cho cái tháng này nè thì cái kết quả nó không phải là do người khác quyết định mà là do mình chịu trách nhiệm một trăm phần trăm với mọi hành động mọi lựa chọn và nếu như mình đạt được thì đó là tuyệt vời do mình đã nhận cái trách nhiệm nhưng nếu như mình không làm được thì lỗi là do mình chúng ta không đổ lỗi cho người khác chúng ta không đổ lỗi cho nền kinh tế chúng ta không đổ lỗi cho những cái sự kiện có những cái người họ lầy tới mức họ đổ lỗi cho con của họ họ nói là gì tại con của tôi tôi phải đi đưa đón nó tôi phải chăm con tôi phải nuôi con tôi phải lo cho con cho nên tôi không thành công được họ đổ lỗi cho con của mình tại sao lại như vậy nó làm gì đâu à tại sao anh chị lại có thể đổ lỗi cho con của mình như vậy hãy lấy con của mình là được. nếu như bây giờ mà bạn nên có hai ba đứa con mình phải lo cho nó thì mình phải thành công mình phải thành công nhanh hơn để mình có thể cho con mình có được cái chất lượng cuộc sống tốt hơn chứ tại sao lại đổ lỗi cho nó chịu cái trách nhiệm cho cuộc đời của mình Hay một số người đổ lỗi bây giờ đổ lỗi cho tuổi à do tôi còn trẻ quá cho nên tôi không thành công được mà một số người đổ lỗi bây giờ do tôi già quá rồi tôi không thể làm được có người thì nói là do tôi trẻ quá tôi không làm được có người thì nói là tôi già quá tôi không làm được có người thì nói là do là mình còn độc thân mình độc thân có một mình mình à không thể mà một mình mình tạo dựng được sự nghiệp được chừng nào mà mình có gia đình á mình phải có gia đình mình phải có chồng có con có vợ chồng đó là mình có hai người ít nhất có hai người cùng nhau đi lên xây dựng hạnh phúc cho nhau cùng xây dựng một mái ấm xây dựng cái thành công thì mới thành công được do độc thân cho nên không thành công được một số người nói là giờ à, ai tại vì tôi có gia đình rồi cho nên là tôi phải lo cho gia đình của tôi đó là tôi không có thành công được tôi mà độc thân là tôi thành công được rồi luôn luôn có lý do bảo biện để không thành công được nhưng mà những cái lý do đó không bao giờ mang lại kết quả cho chúng ta những cái lý do đó không bao giờ mang lại cái kết quả được bởi vì sao ạ? À? Bởi vì lý do thì luôn luôn đúng Lý do luôn luôn đúng nhưng không bao giờ mang lại cái kết quả Và cái chữ R là responsible Đó là hãy chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình anh chị Chịu trách nhiệm với mục tiêu của mình anh chị Khi anh chị viết ra cái mục tiêu của mình Khi anh chị đặt ra cái mục tiêu của mình Thì mình phải biết rằng là không có bất kỳ một cái điều gì Có thể cản mình lại được từ chính mình Không có ai trên đời này cản anh chị lại hết Không có một cái điều gì trên cuộc đời này Nó có khả năng có thể cản bước anh chị được hết Giờ đời non lấp biển còn làm được con người chúng ta rất là phi thường anh chị và anh chị phải hiểu được một điều rằng là gì đó là trong cuộc đời cái người duy nhất mà chúng ta cần chiến thắng đó chính là chính mình đó là chúng ta có thể chịu trách nhiệm với cái mục tiêu và cuộc đời của mình anh chị